Hiện tại anh em đang tổ hợp kèo. Hai đúng rồi. Ngon. Có ai bán vít định vị. Vít này là vít thủy con. Lưu ý là khi làm cái kèo mẫu xong thì chúng ta bắn một cái cây C này. Cây C này. Đây, để cây C này lấy cái mặt phẳng. Mặt phẳng kèo. Sau này mình cứ lắp dựng mì thì tất cả những cái thân này nó sẽ thẳng. Sau khi tổ hợp xong, anh chắc anh em bắt đầu dựng kèo. Đây. Bên khóa nữa. Vì cái nhà này nó có đan cho nên sử dụng cái đan này làm luôn cái mì lớn. Cho nên khi làm chúng ta nên canh chỉnh cho cái phần mè, hai cái mè chạy xuống thì cắt cái đan. Cái này phấn bữa trên phấn không? Tháng 11 bên quả bên quả đi đâu? Quả đâu? Lại lắm đi. Này, các bạn chú ý này. Ê, đây là sử dụng cái vị trí này làm cái mì lớn luôn. Lúc mà làm ngói thì ghép lên này cho nên cái vị trí này á, nó sẽ cao hơn thằng mì hai phân chúng ta đưa. Đây. Vị trí này. Đấy. Khi mình ghép lên á, thì lúc này cái vị trí này sẽ cao hơn. Bò xuống. Bò trong bát không bò được, không bạch rắn đó đúng không ha. Không có bạn với nó không khoan nữa rồi anh đây trước đây nói khoan ơi. Còn cái cô
đầu. Kèo này mặc dù là nó dài gần 12 mét, tuy nhiên là thép trọng lượng nhẹ cho nên việc dựng nó cũng đơn giản hơn. Này. Thì khi mình bắn lên thì mỗi kèo bên này sẽ gông kèo bên kia tạo thành khói. Cái trình tự mình lắp đặt như thế này, mình đo kích thước cho chính xác như bạn bè trên đều. Mọi người kia vò bóng đi mà đến chiều lớn từ người ta gọi là rồi. Chuyện nhà đi qua xe bò chuyện nhà ông ơi. Chọn cái thời chọn nữa. Nhấc cái chân là quá rồi. Đơn giản hết, một người cũng có thể dựng được kèo. Anh hồi xưa anh cha trẻ là anh nâng 10 cái, bây giờ anh già rồi anh nâng 10 cái đâu. Thì có bên kia không? Cho nên làm cái kèo thép nhẹ này nó có cái ưu điểm là mình lắp dựng nó đơn giản nhanh. Và cứ mỗi cái kèo như thế là mình sẽ liên kết cái kèo bên cạnh thành một cái dàn. Anh em đang lắp cây thân xéo. Đây là cây khó nhất trong cái kết cấu, bởi vì cây này là liên quan, nó chia hai mặt, mặt bên bên trái và bên này. Ok ok. Bây giờ cô ta về tí, ta về tí. Rồi rồi. Được rồi, đẹp.